đây là hình ảnh gì khi mà các cổ động viên xếp thành vòng tròn và cảm thấy hào hứng trước một quả pháo sáng được bật lên ở khán đài B. Đã có những xô xát trên khán đài giữa lực lượng an ninh và các cổ động viên của Nam Định, những người bảo vệ cho sự an toàn của trận đấu, cho sự an toàn của chính các cổ động viên đến sân. Và bây giờ họ đang vấp phải những sự phản ứng vô cùng gay gắt của các cổ động viên áo vàng. Lực lượng an ninh lẽ ra cần phải được tăng cường một cách tối đa ở khu vực của các cổ động viên Nam Định ở thời điểm hiện tại.